Okay, before we start, I would like to ask both of you who are coming today, what is the main purpose today? What is your main purpose that you come here today? The purpose. Yeah, why did you come today? I come today just before my friend said I come here to look something for the future or something. Maybe. And they all come here only for to listen the teaching of the Buddha, yeah, about life. We all have different nations, different language, a different country we from, but we have the same goal. We all have happiness, right? We scared of suffering together. Even you go to work, you want to get money, or you get married, you have partner, because you don't want to live alone. Sometimes you feel alone to be single. But the main purpose is we afraid of suffering, and we are looking for the real happiness in life. Buddha already found the way to get the real peace in our life. And he created the formula or the methods to practice to cease all suffering and to get the real peace in life. Today, I'm going to explain something about how we experience in our life. Nhìn giống sẽ chơi ăn lễ đấy. Thôi mà. Xong sẽ ra nhìn nhau mở tam phê phong phụ mình bọn phụ ôn chân gọt màu chù rùm đá hay gọt chạy khả mại hay nó lực chân tất mà từ khuột ông lê dồn tích màu đấy mình nhớ ọt bàn phá đây đây sí. We experience all things through these six doors: eyes, nose, tongue, ear, nose, tongue, body, and mind door. And do you know what the world is? When we talk about the world, we always imagine to the whole global, the universe. But we never understand the real world. So if I ask that, how many worlds? How many worlds that you experience? There are six worlds that we experience. This our world. Visible object, something that we can see through our eyes. Audible object, the sound that we hear through the ears. And odorous object, it's referred to the smell, and separate object or flavor,
that we experience through our tongue, and tangible object that we experience through our body, and cognizable object, all beside the first five doors, everything that we can experience through our mind. These are our worlds. Separate, yeah. It's all word. Can we say taste? Taste of flavor. We will use the word flavor. Yeah, that's why I write something in the bracket, flavor. Or we can say the taste. Yeah, it's a noun. Taste can be noun or verb. When we taste, mean we experience the taste. Yeah. Chẳng là nó không chỉ vật bao giờ, bị phục lộc mình tên mình tập một mùi năng anh. Chẳng bao mà nó phạm phần ấy, mình ấy thả bạn bị phục lộc mùi. Bạn rụt. Mẹ nế? Nâng à. Bị phục dân vô ấy, tôi đang bị phục lộc, mình vô ạ phục mùi năng vô tôi đang. Bị phục rụt. Ai bật lòng mới biết ọt bị phục xâm lên. Ai bật khôi ai chẳng mong thêm mới biết ọt bị phục khẩn. Nâng à. Nó bê khá chư là hốt đòi bị xa ai lành cất kêu cho. Tam này tớ bắt bị phục rùa chết. Mình bê khá slap mà chỉ hiên khuôn rồi có. Nâng lành đăng ca dự bình nhiên lành đăng. Mình này thà slap chết ọ hả. Nâng à. ដូច្នេះពិភពលោកពិតប្រកបរបស់យើងគឺរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាចារ្យបានបកបាត់បង្ហាញថាយើងស្ដាប់ធម៌ឬក៏យើងពិចារណាធម៌ធ្វើបុណ្យកុសលអីចង់ក្រោយនឹងយើងច្រើនពិចារណាថាសុំឲ្យចាក់ធ្លុះនៅធម៌ពិតមែនទេចង់ឃើញធម៌ពិតមែនទេចង់ឃើញសច្ចៈ Where is Dhamma? Where is Sajjha Dhamma? That we always wish every time that that we do something good, when we offer food to the monk, or when we any time that we do something good, then we wish for wish to develop our wisdom to see the reality or the Sajjha Dhamma. Before this, I look through one website and I see a very good question and answer, and I want to share right now here. This question and answer I quoted from one website named www.dharmahome.com. You can go to this website. Very, very good website. And there are many languages in this website, like Thai, English, Chinese, Yemen, some more. Except Khmer, I don't know why. But very good website for Buddhism. The one who really want to understand the teaching of Buddha should know this website. It is about Dhamma. Question: what exactly are Dhammas? Answer: the word Dhamma refers to everything which is real. In Pali, the word Sajjha Dhamma, true Dhamma, is also used. And this word designated that which is real. At this moment, there is seeing, right? Seeing, seeing. And this is real. Real or not real? Are you seeing right now? Yeah. Therefore, seeing is
Sajja Dhamma. See, because it is real. True Dhamma. Hearing is also Sajja Dhamma. Sajja means true or real. Yeah. True Dhamma. At this moment, there is Sajja Dhamma or Dhamma. But when there is ignorance, you know the word ignorance? Ignorance is opposite of wisdom. Ignorance, the Pali term means moha or avijja. Dhammas are not known, see? But when there is ignorance, Dhammas are not known. It's passive. The Buddha, at the attainment of enlightenment, when he got enlightenment, penetrated each kind of Dhamma. You know the word penetrated? Penetrated means to see very clear, or to like the chicken baby when they were in the egg, and then they push the cover of the egg out. It means like that. He realized their true nature. He understood that there are only realities which arise because of their appropriate conditions. Condition means pachai. Conditions here. Usually we always interpret into Khmer language like lekhan conditions, but he is pachai. Yeah, appropriate conditions, and which are not a being. A being mean for all beings who have life, not a person, not self. However, so long as we have not understood realities as they are, we cling to the wrong view of I am seeing, I am hearing, and we cling to the rupas. Rupas mean matter, rupa, rupatwa. Yeah, of the body as my body. Another question, some people think that our ordinary life at this moment is not Dhamma. Is this correct? See? People always separate or divide that our daily life is different from the Dhamma. That's why people always say that now I don't need Dhamma. I will need Dhamma when I grow old. But our life is Dhamma. And then the answer is, if this moment is not Dhamma, what is then Dhamma? So, if now it is not Dhamma, so what is Dhamma? Okay, the same panya page mình, thưa capture your more tầm mong, at ban prai chỉ khmai lớt mà prai chỉ khmai cái lô nhận nhôm cột sẽ đập tôi cột tẻ chết con tham phê cái nâng nâng à ông pi sầm nua nâng su tha ta thô bất chiều vậy what exactly are dhammas nâng à ta thô bất nâng chiều vậy tức thà thiệt bất thô nó chỉ ở vầy chẳng đăng thả ta thô bất bà con chỉ ở vầy ok bịa thả thô đàm mạ nâng bịa thả thô xâm đau vô cục giang đài bất bà con đài miên bất ở vầy tầng ọ đài miên bất cư chỉ thô chẳng á ở vầy tầng ọ đài miên bất cư chỉ thô bịa bà lấy thả sạch thô dân thọp lứa đã bị sạch chạ thua thua bật true dhamma thua bật bị thật thua bật nó có kỳ prao đài
hào ta sạch chạ thua rứ có pra tha bị ta thua bật nó có bàn này nâng nè also use hai biệt ní cầm nót dốc ở vây đẹp bật designated nâng phải là cầm nót dốc rứ có sầm đào dốc ở vây đá bật chân thua nâng cứ sầm đào đó sẽ đẹp bật tức sẽ đẹp bật khá dường nâng riêng ta sẽ đẹp bật khá dường nâng lên chân lõm ta chân ta rô thôi nè nếu không cần nạn đi miền ca khởi hay lâu nâng ạ miền ca khởi khởi nhót mơ thông ai khởi nhót miền nót khởi nhót bớt đón có bông tập bớt đó mẹ nế xích đầy bớt khởi nhót chân ca khởi nhót bớt nè this is real hay à ca khởi nâng ai anh chưa sẽ trả thù đại dương thả sông ở khơi sạch chạ thô sông ở khơi sạch chạ thô cổ bông thả khơi nâng à tu khơi nâng anh chưa sạch chạ thô bắt nạp bằng nhá với ọt phùm cát dương chông tổ rô sẽ ịp xê ngả vi nâng nhé chông bằng nông thê chi xí khô rô đào tụ đào rô thô nâng à là nó nôm nô ấy chẳng tàu tổ rô thô nông prey nâng tàu nâng à vì chỉ true thầm mà, chỉ thô bật. Hearing is also sạch dạ thầm mà. Cả lư có chỉ sạch dạ thô đại bật ấy. À lâu mình lư ấy, à lâu đập thầm mà lư ấy. Thiệt lư nó cạt làng ấy. Cạt làng. Chẳng ở vậy đây có bông cạt làng nó cứ chỉ thô bật. Có bông ta lư nó ngay. Nó chỉ sạch dạ thô với miền. Dì rùm tư, phải thầm sạch dạ có bán, phải thầm miền bật có bán này. Say đời biểu miên bất hào thật sạch dạ thua nâng à vô khá nâng à hearing is also sạch dạ dhamma true dhamma thua bất nếu không cần nạ ní nếu cần nạ nâng ánh miên sạch dạ thua rư thua à lâu nâng ánh có bông tầm miên sạch dạ thua rứ cô đè bị hà thà thua nương ảnh có bung tầm miền nương ảnh à lâu nương ảnh group pay bị liên nương ảnh à lâu nương ảnh but when there is ignorance có phần tai nó pay đây bị miền avici mồ hạn ignorance mồ hạn nương cứ thua mà giang tiết đây bị một bật băng sập hiệu viện mà nói dân khởi có phần tai nó pay đây miền mồ hạn avici thua mình trâu bàn đằng tề miền này thầy dân với mình đằng thua đằng tề thô của bông tầm miên có phần tay để xài ạ vị trí tự thua nâng dương ọt đằng việc băng và nhà bạn nhé the buddha prasama samput khả nạ phê đai bà ông trả đắng khả nạ phê đai bà ông trả đắng bạn chạy thlu nâu thô nì mùi nì mùi bà phê nì thô tầng ọt nâng đòi bà ông chụp bà đăng chứ bà realize nó đăng chứ bà nó thua tam sự phê việc bật true nature thơ mà chết bật nâng ấy prong yul thả yul chứ bà thả miên trâm tay chi sạch chạp hiệp đại cạt làng miên trâm tay chi sạch chạp thua đại cạt làng realities nâng có chi sạch chạp thua đại miên trâm tay chi sạch đại bật đại cạt làng vì bố về cả làng pru ấy pru bạch chay đã xong cù cả nam miền bạch chay đom xong cù về cả làng đôi đôi phe dân trắng cả nam miền ru mọc bá nấu phe là ó miền bình lữ về tàu tè cả khởi cái nhé trắng à ru nắng hay nâng tua phe nắng nâng bình lữ nắng cứ chỉ bạch chay đã xong cù đầm bay ói chạm khẩu bình nhiên cả làng cái nhé trắng prap về thay appropriate condition chẳng cả nam miên bạch chạy sầm cú với cá làng hai sẽ trả thua nằng mình men chỉ sát mình men mà nú có mình men khuôn pran là nam mình nhận đại vì chỉ tham thiệt mũi mũi đại cá làng đấy như bị anh ta đúng không ạ tụi bây chỉ giang na có đòi cả nam mình vô lâu sẽ trả thua nằng tế cái này cả nam mình vô ba lâu sẽ trả thua nâng tế, nó sẽ chạp hiệp nâng tế, sẽ cái đây bất nâng tế
dương tay tay chuộp nó không ca vô khó thả clean nó chuộp á chụp bẹ á nâng à chụp bẹ đôi mẹ cha từ thẻ thà nhóm nẹ khởi nhóm nẹ lử cái dương chuộp đang bành nhạt nâng ấy nhóm nẹ khởi nhóm nẹ lử vấn thiết bất ca lư ca khởi cứ chỉ sạch chạ thua tê đôi dương vô à ca khởi ca lư một phơi chỉ dương dương đâu chừng ai bị sạch chạ thua bạn ca khởi ca lư cứ chỉ sạch chạ thua có phần tay đòi dân bậc can thả ca khơi ca lưỡi nó anh nhẹ lư anh nhẹ khơi anh nó bằng sự trả thua chân ca bậc can thả dân nhẹ khơi nó cứ khơi nơi dây đòi ignorance nơi dây đôi đôi là biết tha vì chờ lắm á chờ lắm đôi mình kịch thả sầm màu chỉ bọc luôn này chứ cái này bậc can là nắng mấy năm ở dân sóc sờ bài không chặt để được bị khmê chẳng lúc đó nhận nhóm đang đặt bán hiện chọn sờ mò lộ thế mấy tôi chưa cho làm đo phần năng thế này ý hiện chọn sờ mò lộ lạnh mà mấy đấy nè nè hai nó bây nát đại dương chọp chụp bẹ đòi mấy cha thực thể chẳng dân có kịch thà dân nè khớ dân nè lừa vấn thiết vết cà khơi cà láng pro bách chạy và chạy cục rắn với cà láng cà lư cà láng có pro và chạy cục rắn tập cà láng nên nghe nâng và can đừng ăn và can vô chất chỉ được bọc luôn đó khăn cầm đấy we cling to the rupas of the body as my body à, chừng cái dương chọp chụp bẹ và can nô rụp nâng thai chía dương chỉ luôn bao dương thiệt nên nghe chúng sẽ rộp một vinh thà sẽ chỉ sạch chạy thua tao vì cạn lăng nó bèl nà tao vì cạn lăng tăng phí bà đại sản thị búp nó không phù mai mà mày ở rù bà thô nâng niềm mà thô vì cạn lăng búp chỉ sạch chạy thua cạn luật mà đó là lần nâng ảnh chẳng hãy vì ọt mến chí chỉ rương chùm lại tế nhận nhóm đá sẽ đạp thô bà vọt bà ông tư bà mà nuôi ông tư dùm đáy mà nước lắc có bông sở văng xa ra đấy nè sao ta bỏ ông phải dô lý sẽ chạy thô nâng khơi tớ dẹp nâng nốt mạch sao ta rạp xạ cả tìa phải ta chỉ trả ơn rương chỉ trả ơn đây bộ bộ tàu bảo hãy cái khơi sẽ chạy thô nâng á ọt bàn bạch bì bỏ ông tư thua ấy sân nế bì bố cái khơi đo sập hiệu vẹt thô đai cùng bông bảo quạt nâng mèn nó bê nâng á bà nhà nó bị phô lăng nó bê nâng mòn chẳng phải ông miền bắc châu sẽ trả thù ai kề ông miền bắc châu sẽ trả thù ai kề à thế sẽ trả thù đang dương miền cực khnề tổng miền cực khnề miền ru miền sầm lên miền lần ru phật thập vẹt đại bề một ba hay miền ru về tận nề sẽ nhá sông kha vĩnh nhiên tổng ở nước miền chẳng mạnh bài mò cả lại này mình bất tổng ở ru đại một căn cả luôn chả khó bật đấy bật bữa nay dân thắng anh chọn khơi nhé em à mình chọn khơi vẫn khơi nhé nè sao chả thua mình ai chia bàn tề nó bây đây về bật quạt là hỡi mình ai tụt bàn tề cái này dân thắng anh xóm anh chụp mơ à chụp mơ hưởng xe bữa nay khơi khơi rồi hỡi bật ọt nâng này anh mình chọn lư ấy. Anh chẳng lưu ấy, bịa chẳng chẳng phân lưu rồi hay. À lưu rồi hay nâng anh chia sạch chạy thô đại cài ọt cả bịa thật sạch chạy thô cứ không biết là cài cả chia thô bật đại mình ai là cài cả ở dân đá tớ dẹp ta thông khăn xoay ấy mà anh mình chô chật khăn năng sao vẫn thông hơi rồi à thông hơi nâng cài ọt cả đi tại vì dân chọn cao bia chênh ấy lực khỏi chục khăn ở nâng xế nhé nè vẫn à thông hơi nè à experience hơi nè cài cả đấy ọt đấy, nâng này chia sẻ chạ thua, ọt ai chứ, nâng này, rồi chia tay chân đó, lập tại chỗ chặt sáp, sẹp tại đập rấp phải, anh phải hơi thay anh mình chỗ chặt phải tê, à đứng chỗ chân mình chỗ chặt được bao nhiêu phần tay phải phải chỗ ba đài, nâng này phụ mọt chính tư ấy tư, phần tay à môn nâng à thiết phải môn nâng để experience môn nâng, cứ bỏ qua rồi thay.
chẳng hãy ban chia sẽ tập bật hàn nâng nè bị bẹp quan đó cái này nè bây giờ thì vậy để mà tài tận lực làm nâng chứ mà ta ta cù rực bay về liệt đại rồi ớt à sai tận lực bớt sốt nè ớt mới rực bay về liệt thì nông cam bị chà ná sẽ trả thua nè tất thế tất tham mặt tăng phù với sự tệ tất thế tất tham mặt tăng cả bà cả khởi ở rực bay lên á tất thế nâng bị phật nâng mũi cứ ớt rực cả lại cả na whenever cả na tham mặt thiệt khởi cả lắng vì miên tâm ta thiệt khởi nữa nè miên này nè khởi à dân nè khởi nước bạc can này nè người vô đại ca bạc can này tay nó không bằng nhát này dễ dân anh dễ bàn dân thắng phật mấy không khởi nè phật mấy không khởi nô tay đây bộc có luôn dễ ọt kinh ấy nè ọt ọt chụp bẹ thật thật tu anh men tên nè khởi như tên dễ ở đập nè bàn là phần năng này tay dân men thầm phần năng này dân nè người thay cái thay dứt thử nó cứ thấp bạc căn mòm mòn nè kling chỉ mới nâng ca khơi nhằng ở đây bộ có luôn dây chân đá bộ phút của bọn thá bực mình tật tha quất khơi nê khơi nô tay dây chìa lại cả nạ bành nhạt thông mà đà đầm mẹ ấy sẽ đạp nghiệp bàn phần dưỡng cứ miên anh nó không nâng nè khơi bạc căn mòm mòn hay bọn mình anh nè khơi à nà với tôi chỉ chân tí đó nè bọn mình anh nè khơi à nà nè khơi và anh nè khơi mèn nưng ai đơn giản nát ta mới nát ta nát ta đặt mà vật thao mờ nưng à khoa ấy mình đưa ở đây nhà bà chua khani ấy ấy chẳng á thập viện nâng viêm men không lẽ cần nè mà yul bài đông nè vậy nâng mà kiểu cọt yul và cọt yul xong bây ta mà nè cọt cần nè cam mà ca vót bằng đầu sọc cầm nào mà đầu tơ cao cọt nó thế chẳng cái nó mà đầu không mấy lư cần dây lư cua kẹm đứt dây pìa nát ta thua nó ai tham ăn đâu mấy lứa con vậy bây mọi ra mà anh này già nát tá này đặt mà vào thau rồi lớn mới vừa rốt êm rốt con dồn thì tiếng để con nó cục bông tai ham à ca cha nó ọt bàn cục bông từ trim trôm nó nghe bạn mình chật o câu o ham với ọt bàn không đây là nát ta thôi nó với cà pi bạch chay bò với ọt nấu không ẩm nạt dường không đây chẳng á với nát ta nó bạch phải thập mền bọc luôn co phải tham mấy cái phải thứ vẫn không đây ta cột dáng việc cà pi phải chạy bỏ huế về mền dân nè phơ ở đây cha dân phơ ở khu này nè cha nè nè phơ cha ở khu này anh nè thưa chư ở khu này nè ta đo về chư và đo về cha với cha anh nói ngay không đây thà anh đặt tham về nơi bên đây thà bằng khoa về ở bàn tê mấy bàn bọc ở bàn việc cà pi phải chạy xây mền dân nè phơ bây dân nè phơ phụt xong ở bằng bậc không mình mà hò mền đấy tụt tàu bây giờ nè thừa tay bơ là bò nó về cà pê chai bò vía về tàu ấy về tàu ấy khọt bò ăn bàn nâng à không đây nâng á anh ta thôi không đây nâng về khọt ăn bàn thế này giờ nó chết tàu à thằng mày tôi cắt bàn ta mà anh đón đi bây giờ tàu ấy ai bây giờ nè bộ xong luôn anh cắt mà nâng à nâng ngài vô lấy dẫn vì anh nạt ta nâng bạch phải tha mệnh khuôn bạch phải chẳng có bạn đấy bên ở vô tha để hào tha anh nạt ta cứ xâm đau đo rộp bọt để việc cao phí bạch chạy bảo vệ dương mệnh nẹ có mong cao nè dương mệnh nẹ nè cao đi ở sổ tê sổ tầm mặt tăng bảo vệ sử tệ cà nà cà lư cà láng vì miền trâm tệ thiệt lư mùi dương riêng như nhồi rươi rươi chẳng nhồi nhồi rươi rươi chẳng chưa xâm nô xa lần bên thật ta nhận nhóm tờ rô thô nè hả? Nâng hài pru hết tại thô về cao cực bê lên chẳng hơi à vậy để dân khóa tại bà nhà đăng thô nâng tê tại thô nâng mê anh tổng ồ không biết bây giờ khóa thô ấy mùi tê
Aromvipassana, arom robot kamatan yung mint tung. Oh, mint, no conclude mint tung. Oh. Uteha alert, doge Tatangsakara kamatan. Yipike, salo, me, sock, room, jot, spike, the lopichana, cholang, cholang. So the yo side of jana. Munjua, bom me and nung. Can ye? Hai sota, sock, jot, room, spike, chim, two clang, no cloning. Mint dot cha, hay rico mint tang become me. Tham viên group fail chẳng hết bạn dân được khởi tha bịa bỏ ông tha ách chi và cách chấm mát tập băng cao trên như mẹ ra năng sự về cách đại lục cọp bấy bộ bật thô nâng cua tệ thơ thay nâng ai bước mình đăng thật sái dân slap đưa rùa tệ ai cho dân khẩn là cất thật sai ban pro thì bạt thôi nó phong tháp bầm đó nè tập bạt để bạt nó sẽ dân cho mỗi bịa tiệt tập bạt để bạt dân miền form thì đây dân cất thà thôi chơi thôi cho thôi chơi thôi cho nhận nhau mình đạp ở đường đôi chờ niên cà lây khè rẽ ấy nó cái đại bảo ông tớp đại sùng đại tham chạ cặp bảo vật nã sâu thấy hay mà tại địa hành xa ta gửi địa màu son tận địa lừa từ bộ tiền nó anh niên đang gặp ông tại prang và sốt bọt rồi đập về phụ ạ mà nô nương chỉ chơi khnề nông lừa từ bộ tiền nó còn gặp ông tại chư ạ chư và sốt bọt ạ hay sập từ lừa sùng lấy nương thì dễ tao bị bỏ ý biển này đại lượng này vậy chẳng chả à có bông chư nữa sập ta với lên sâu chư đâu à lại phải đào ta lơ nâng này sập 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 thầm chạ cả một vật nặng sâu nữa có bông na chui vào sâu nữa chưa xuống à luôn ấy nữa có bông là phải đào ta sập nữa côn vào sâu bớp niên ban sao ta bật sơ thật phơ say chẳng mà nó công rụng lông thôi nó không chỉ vật vào chấm ngày vượt mặt đăng thành nhận nhôm là bồ chân là bồ chân dân thô bà chàm thằng ngày nâng dân đâu khóa tay sật tệ khóa tay ca dô đấng khóa bà nhá khóa ca tam đàn viết tay bốn bốn nó thiết bất bì miên ở hải miên bệnh không chỉ vượt bà dân nâng khóa tay sật tệ khóa tay bà nhá bốn nó ai phần đấy đồng bông lấy cát bị cà cất dồn, ôi, nè ngay cát bị cà cất dồn trâu sân, còn toàn là hứng cả nát cất đá, à cất đá nó miên toàn cất ở ban men tên nè, nè ngay tùm chập đào dương và đào về lần sam sai sập chân nằm chào tê tê lần cholesterol plau chết năng về lần đò, hay level, nè ngay dân sẽ có bất đại được chứ nè bậc cô nè miền bản nhà bất bậc cát ắt từ chỉ mới nâng à rầm bài ấy có sát tới chỉ à rầm bao nhiêu ba sanh ba nung à nâng này vấn đề đa âm bị cả yol sẵn đôi chia bây dân khăng là nam mà nè chứ bây dân yol bị bộc phục này cả khăng năng chứ bác ngày cao tới vì lên sâu khăn này dựng đăng về phụ dân phía chán dân kích chế ta kích tha kỳ thuốc ở dân khăn dân kích tha kỳ nông cầm hân mà ở dân bên xu thạp bê khăn chặt kê chặt dân xí chặt dân nơi nà nông khăn khăn ông đi tê dân tha kỳ đọt dân chứ mình sẽ chọc cái này là dương mơ là nhận nhóm đồn nâng ạ là bà chạy bà chào thầm á bà thầm á chạp bớp chua luôn không nè cú vui vui chạp á chạp số sổp vô á chụp chua luôn không nè bân thiết bất viên mến rừng nhận nhóm chế đề xùm khăn thầm á chạp ọt thế nhé nâng ạ chạp vô biện á ọt xùm khăn đường chế đề chắc mà thầm á ưu tì hò nhận nhóm kết mà đang tiết thà xùm lên chế ọt chế bành hà đề
សំខាន់មកពីយើងយល់ហើយយើងចាប់យកអន័យហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅជេរភាសាអារ៉ាប់យកភាសាអារ៉ាប់មកជេរអាត្មាហ្នឹងអាជេរងងងងងងអាត្មាស្មានតែជេរគ្នាឯណោះប៉ុន្តែធៀបពុតជេរឲ្យអាត្មាសោះប៉ុន្តែសុទ្ធតែតួតាជាតិនេះតួតាជាតិដែលលើសំឡេងហ្នឹងវាចេះខឹងហ៎អត់ទេដល់រ៉ាប់ណាអត់យល់ស៊ីដល់ទៅវាយល់បានវាផលិតខឹងហ្នឹងនៅក្នុងហ្មងបើតួជេរហ្នឹងជាខឹងបញ្ចូលមកគេជាអភាសាផ្សេងហ្នឹងអាត្មាខឹងបាត់ហើយឃើញវាដាច់ពីគ្នាទេអញ្ចឹងបានចិត្តអាកាបដីគាត់បញ្យល់ច្បាស់គាត់ថាគោពីរដែលវាទៅណាពីគ្នាមិនរួចគោសនិងគោខ្មៅគោខ្មៅមិនជាប់គោសមិនជាប់គោខ្មៅប៉ុន្តែគោពីរហ្នឹងទៅពីណាគ្នាមិនរួចវាជាប់ដោយសារអីមិនមែនគោជាប់គ្នាវាដោយខ្សែខ្សែចាប់ពីកន្លោះមួយទៅកន្លោះមួយចងជាប់គ្នាដើរវល់នៅនឹងអត្តណានេះយ៉ាងណាមិញនេះរូបហើយនឹងភ្នែកអត់ជាប់គ្នាទេឃើញទេតិចនឹងសំឡេងអត់ជាប់គ្នាទេផ្សេងគ្នាដាច់ស្រឡះក៏ប៉ុន្តែឧបាទានការចាប់ប្រកាន់នឹងឯងបានវាឮសំឡេងមកត្រូវស្រឡាញ់ក៏ជាប់ទៅត្រូវស្អប់ក៏ខឹងទៅឃើញទេអញ្ចឹងមូលហេតុធំបំផុតដែលពពុទ្ធរកផ្លូវឃើញមិនមែនទៅសម្រួលគេឲ្យគេស្លូតឲ្យអស់បែបខ្ញុំជប់ខឹង No way ទៅធ្វើមនុស្សឲ្យពិភពលោកឲ្យល្អទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំដាក់ខ្ញុំទាំងអស់បែបខ្ញុំជប់ខឹង No way No way ហើយស្មានអាត្មាគេនិយាយដើមតិចណាស់ញាតិខ្ញុំគេនិយាយដើមមុំឯណាអាត្មាគេនិយាយដើមច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើសឹងទៅថាខ្មែរនៅឯណានិយាយដល់ហ្នឹងហើយឥឡូវណាស់ខ្មែរនៅឡំងក៏មាននិយាយដើមអាត្មាមនុស្សបរិងក៏មាននិយាយនៅស្វីសនៅអូទ្រីសនៅកាណាដាថាអីណាក៏ដែរអាមេរិកកាំងនៅកម្ពុជាក្រោមទៀតនិយាយដើមអាត្មាទៀតញាតិខ្ញុំគេនិយាយប្រហែលអ្នកមានដល់អាត្មាទេយ៉ាអក្រក់ក៏មានល្អក៏មានប៉ិនគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺថាអាពីរហ្នឹងវាមកមួយគ្នាសរសើរនិន្ទាហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះក៏ថាំងអាត្មាមិនហ៊ាននិយាយឲ្យពេលខ្លះខ្លាចគេខឹងអាគេខឹងយើងមិនអាគេខឹងអាគេស្អប់ហ្នឹងណាយើងមិននិយាយក៏គេខឹងដែរអីលោកនេះចេះមកកកមិននិយាយគេខឹងទៀតមែនអត់ដូចវិញ្ញាវេស័យតេសៈនោះវិញ្ញាវេស័យតេសៈលោកចេះច្រើនប៉ុន្តែពេលញាតិញោមប្រកេនអីលោកថាតែ2ម៉ាត់សុខាហោថៈទុក្ខាមុចថៈ3ខែថាតែប៉ុណ្ណាហើយលោកជាព្រះអរហន្តហើយលោកយល់ពីជីវិតច្រើនមិនលោកមើលទៅយាយមិនសមមុខលោកជានិយាយដល់ពេលចេញភាសាព្រះសរីបុត្រទៅប្រមោគលៀនទៅអក្សាវៈធំធំទៅគេមន្តព្រះសរីបុត្រម្ដែងធរហើយលោកថាចុះញោមសាមណេរនៅហ្នឹងមិនមិនមន្តលោកសម្ដែងធរកូនណេនហ្នឹងគ្មានចេះអីទេមកភាសាហ្នឹងចេះតែ2ម៉ាត់ហ្នឹងសុខាហោថៈទុក្ខាមុចថៈហើយបានព្រះសរីបុត្រថាសាមណេរឯងនិយាយតែ2ម៉ាត់ហ្នឹងមែនណាកណាហើយមើលអា2ម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យហ្មេចឡើងបយលមើលលោកហ្វៃកុំឡើងលើធម្មសនៈឡើងមើលធម្មសនៈទេមកយកទល់ភ្លឺអត្ថបាយពាក្យ2ម៉ាត់ហ្នឹងសុខាហោថៈមិនមែនដូចយើងចង់សុខចង់ឲ្យធម្មតាទេសុខាហោថៈសូមឲ្យអ្នកបានសុខហ្នឹងគឺឲ្យសុខពលត្រូវនៅវិមុតតិរោះព្រះនិព្វានអញ្ចឹងដើម្បីទៅដល់ព្រះនិព្វានអ្នកត្រូវលះបង់អីខ្លះទៅតាមតណ្ហាទុក្ខាមុចថៈហ្នឹងមែនដូចគ្នាឲ្យរួចផុតទុក្ខឈឺស្កាត់អីបន្តិចទៅប៉ុណ្្នឹងគឺឲ្យរួចទុក្ខរួចពីទុក្ខន្ធភរៈនេះអំពីអន្តៈរបស់ខន្ធនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរួចផុតពីទុក្ខពិតប្រកបហ្នឹងត្រូវយល់ដឹងអីត្រូវលះបង់ឲ្យលោកដាក់មកខ្សែទៅទៀតអញ្ចឹងភ្លឺចិត្តភ្លឺលោកសរុបជា conclusion ណាសរុបឲ្យជាសំឡេងហៅថាជាបទសារផាញ់សរុបធូរនឹងព្រោះអ្នកដែលជ្រះថ្លានោះថាព្រោះប៉ុន្តែប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងបោះគូដើរចេញខំលោកហ្នឹងមកបលយោចេះមកកកោកមនុស្ស3ខែមិនដឹងនិយាយអីស្ដាប់ស៊ីបើគេមកខឹង
mình dây có cái khăn này nè, anh dây khéo nó có khăn này bất cái mong khăn dân dân mình cái thanh nhẹ khăn nó chỉ một phép mà nó bài ấy bắn là tao tạm biệt chẳng nên mình thanh nhẹ khăn dân sao tao mình là khó mấy này thay ở than chẳng nên à thầm chết thay bất cái mong khăn mấy có cái khăn này bắp bút tha chẳng ấy ấy rồi kết nó về chẳng mềm bọn ta nó không rương à tổ lạ nó bọn ta bộ khô khắc trâu kỳ nên tìa áo bố tên nấu sự nghiệm bộ khô khắc trâu kỳ nên tìa áo bố tên dây trởn bộ khô khắc trâu kỳ nên tìa áo bố tên dây là mồm thà cục bộ phết này mà nốt tầng ớ đã hốt đó bộ phút lơ của tìa hoa cháy tiết thà xôm bay bà đẹp chăn bà hạt tịch chi bộ thọ khuyên bình nhiên có trâu kỳ sở sáo trâu kỳ nến mẹ nè cái đáp là phải chết chết phải nè khai năng chẳng nó phứ phê cháu nè bạn luôn nè 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 để cho đêm sẽ chẳng phân đi trong cái đó anh bọn thà xong bay tại sạch chạc rộp bọt đài miên chạc tù rộng cái xì nà tầng bốn đó nè miền tập trường cột trường tực miền ấy chẳng miền pool sẻ pool đầm rầy ấy còn nếu từ miền cái nền tía nếu từ miền cái xó xà ai cầm dây thằng ấy thả thật thà cuột nâng đừng quy sầm đanh thôi bội bội hòn ngày nâng cung tại cái nền tía cung tại cái xà tại bọn bạn mình ban từ chặt thà nẹt nền tía nẹt sáng chỉ mình lo om nữa cõi ớt đây khả năng chẳng này dây trăm thà bà cái chân sắp thì sắp hay no matter what you do mẹ nè nâng à mình dùm khăn thân là anh chỉ vì đẹp bó rõ mẹ anh mình sẽ khơi vì đẹp bó rõ cháu nó ngọp ấy mà kì giờ lại nhỉ vì đẹp bó rõ nâng mà hạt mẹ ghen thì mà kì giờ lại khúc nè phụ vì đẹp bó rõ cháu nó phụ ấy đẹp phụ nẹ khôi phụ ấy sâu cả vì chán với chàng nẹ khôi chắc nẹ khôi mạch ai rồi mẹ ạ nhưng thế vì đẹp bảo rõ bếp ọt cha ọt cha ta rừng bơ con nhé bạn chỉ vẫn bạn đó thử vì đẹp bảo rõ chán đôi đám chơi chắc nào hạt đào hạt liêng được cái chậu chỗ một lộp bỏ chắc nè vì đẹp bảo rõ bạch tội như thế chẳng thử vì đẹp bảo rõ thật đăng thay anh nó lơ kê thế nó thử từ bộ nó anh thử từ tu hít cũng đau từ chạy vì trâu ta chắc bởi vì đẹp bà rõ chết tối lên chi vì đẹp bà rõ hỏi vì đẹp bà rõ bất bà cất cứ thấu ta chứ bác thật thấu rộng tục đời xa cái ấy tại bà bà tích tối tối nhìn mày vì đẹp bà rõ hỏi sao vậy bây dân nâng nông ở phía chứ phụ thật vì đẹp bà rõ mên tết thấu đạn tầng ói trọp xong bát cái đây sơn lanh ở dụ chi vứt ở vậy như vậy sacrifice vậy tôi thôn thà bảo bạn trên bạn cho thế được bảo put chứ đầm bảy ban chỉ bảo put khinh lẹ bằng ngõ hết thì bảo đại thôn nhé no em bảo thà thôn mình chỉ sơn đan đi về đẹp bảo hero mình tên nữa mới nhận nhầm nào về đẹp bảo đó là yeah you can be a hero some part of your life. Hero for your family. For your yeah. Pi ọt thmot nưng vi mên ta muoi chkoi chăng vi mên prayao chi. Vi thop kuop chmuoi nưng panya, vi thop kuop nưng vithi sah. Vi thop kuop nưng sai tiet. Đức khăn tay bỏ bố đi sát, mình thông mà đàn tay bần xua thà nghe cái chuẩn vào ông bà nế. Nó ủ tiêu hào đôi vào ông cao chia đánh mà hào sọt chẳng chả đấy. Bần vào ông ở đây phương ấy đôi cầm rào lề. Rào sức tập vị thi xa. Cứ ụp bài vị thi xa. Hà cha xe nó cạn nóng cà pù mà hà khô chứ. Mẹ nế. Rồi ta dùm lạp vào ông đồ hốt nâng, bần vào ông rụi luôn hốt nâng. Nâng à chẳng
dân tại dân sẽ đáp mình vô tế hạ đôi bộ phút nâng bà riêng dân ở sau nó nâng này bộ phút mình ao dân thơ sẽ đây ở cỡ có bình thái ở dân chùm rãn bà nhà. The more you understand, the more you see the way to solve the problem. Chẳng cả nà cả dù bà dân càng tệ bà càng lớn, càng tệ lọ lớn. Chúng cần lưu này cả đọc sài bà nhà hát với càng tệ bằng hành. Hay bà xin chị à bà nhà với ọt cao thấy bà thay mọi anger không chất dân tiết càng là lệ tực mà. Càng là lệ tực mà. Mên ọt. À lâu ưu tiêu hò. À lâu ưu tiêu hò nghe nghe. Bê dân đọt cụt một chút. Bà khăn mạnh. Giờ chỉ lòng chạy đại khu này. Nâng ấy. Nâng ấy. Trời ơi. Cái nà, vì sru nó không chật bà dân. Vì mình khó ai bê dân phê bạc lan này. Tại bê bạc lan ta xlon xlau. Mên bà nhà xlon xlau bà. Chẳng bị để thao ọt mốt ở calm down cả lại nâng ấy. Mình ở dân thỏa mà nà chọn các bác của chọn tao mình chẳng tê. Mình tê vô khó xe lòng thông nè. Cái ta chanh chìa bè chìa chìa mìa và bụt đai chanh tê. Mơ ạ kia tha bầm bấy và bụt đai chanh ấy. No, chìa nè lỗi. Vâng khỏi vị thi chìa nè bà phó ấm. Chìa nè hay lọ tiệt. Chìa nè hay lọ tiệt. Đôi đôi cả lãnh chìa nè đôi khăn tay mẹ lỡ dân mờ. Miên cả lãnh khá dân trô ọt một mình. Bọn ọt bọc bọn cô đã quyết nha. À, chân nè, à là vật cả, dễ, đổi khăn tay à. Chân nè. Nâng này, à là vật cả dễ nâng. Cà, không biết nát đại hiên tôm quay lơ bà lăng bọc quạt nâng này. Đó bê mũi có ọt nâu. Đó có ọt nâu. Sắp tập bụt môn tô cung lơ. Ở nô mò khơi bì chừng ấy, khăn mong dơ. Sao mà nạ tầng ngào ná hiên. Mong coi chung cái prow rực cái prow say say nan nay ha. A wood plung, a wood ake nung. Clyde to chicken rong car, no chicken wing bong nung. Nang young women men chung rip ong an app and a kalinang young on me and a pan so that I knack hand type of bong men like nung. Klein mùi tiết. Dog cái prow rực prow a chung some lap ong nung. We och yale. Đó ọc chó bàn bạp thà. Sao mà nè, cho chênh bì cả lại dương tư. Vẫn có cho chênh tờ. Ê mà cái kịch chống. Ê cứ sửu lầm mấy. Anh không lưng. Không bởi dụt. Không bà rứt lăng ọc bì luôn á. Bởi đăng ta. Sửu chắc anh đinh chênh dù hết. Hết cả cầm nứt khôi mùi tiệt. Cả cầm nứt khôi mùi tiệt hả. Ê. Bởi xưa chẳng anh bảo ổn đau chỗ đau lòng ổn hót, ổn hót lẹn đá tích chăm anh chập chương của vật ta trời mặc hàng. Đau trên ngày anh tích. Sao mà nè, chụp. Bọn chụp. Sao mà nè, mong côi lại năng vinh. Bọn vào vinh. Mỗi côi vinh. Đoàn côi hay sao mà nè, cậu lan. Bọn làng tiệt. Đau chinh, chinh tiệt. Bay đòn. Bay đòn, ố xưa là anh bảo tôi là hót ổn ngọt. Ôi tư, ôi tư, ôi mò. Đọc bê cát gầm nít ạc rõ anh chân. Phụ ông thầy thật cốt chụp tờ. Cái lại nâng phụ ông ọt mốt á. Cái này khăn tay nâng cứ cái lại nâng ấy. Vẫn là mình. Mình khăn tay đôi dân kết đi. Chiếc đồng nó sài môi. Mình bê khá thở thuốc đôi chanh dân. Khăn thuốc đôi chanh dân. Vẫn mến á nè. Mến chanh á nè. Khăn thuốc đôi chanh dân. Mơ bê cát đôi chanh dân. Vẫn bọn chân nè chật luôn anh. Chứ bọn mình chân nè chật luôn anh. Mấy chật mấy ý anh bỏ bút nè. Mấy cùng bà anh nghe nghe chân. Anh tâu thế. Mình nè. Kinh mình nè. Kinh chanh luôn anh nhé. Bọn anh mình tê. Mình nè. Nó ngọt mình tê. Dương cổ rụp bọn chân mên. Vẫn bọn mơ tơ. Rụp cái bọn đôi tục đôi cổ tốp. Để kì bỏ chào chân. Bọn mình mình nè tê. Bỏ bút dương cổ rụp. Dương lưu tầm căng tha chia. Sasana tha chi say miếng men, bữa nay không bắt tay bỏ ông á, khuôn bỏ ông tao bỏ ông khơi đôi là bỏ cái bỏ chào chi sầm ram, chi say chẳng bỏ ông nên khơi khuôn anh, tha chi bộ cô lo chạy thì ở đây.
យើងតើអ្នកគិតថាព្រះអង្គអស្ចារ្យតែខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គដូចគោចាន់ដៀលដូចក្មេងចាន់ដៀលឬក៏ដូចគោបាក់ស្នែងព្រះអង្គមានទៅប្រយុទ្ធជាមួយនរណាដើម្បីឲ្យគេឈឺចាប់អីអត់ទេដល់ពេលអ្នកហ្នឹងគិតថាអញ្ចឹងប្រើដើរឲ្យដើរទៅឲ្យហត់ដើម្បីចាប់ជើងកវាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គថាតថាគតឈប់ទៅហើយ3ដងហើយហ្នឹងហើយមិនឈប់ទៅព្រោះដឹងកំណត់ខូចរបស់គាត់ឯងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យដល់ព្រះអង្គថាត្រូវអញ្ចឹងទៅឃើញវាមិនដឹងធ្វើអីឯងអញ្ចឹងមែនហ្នឹងខូចមែនអញ្ចឹងបានអាត្មាចេះតែគិតថាញាតិញោមនៅច្រឡំអារឿងធัวខន្តីហ្នឹងច្រឡំច្រើនមែនតើចេះគិតថាបំតមិនខន្តីមិនប្រែថាមិនតទេខន្តីប្រែថាអត់តខុសអត់មែនជារឿងខន្តីព្រះបរមពុរិស័ទអីណាដែលឈ្នះគេដោយមិនតនោះព្រះអង្គតតាប៉ុនសួរថាវិធីតរបស់ព្រះអង្គម៉េចដោយបញ្ញាដោយវិធីសាស្ត្រដោយមើលស្ថានភាពហើយដល់អត់ខន្តីម៉េចឧទាហរណ៍កន្លែងដូចស្មានលើកដដែលដូចកន្លែងពេលអាចារ្យសេនកៈពាត់ជុតហើយតបបោះមហោសថនៅក្នុងព្រៃភ្នំទូចមួយនោះហើយគ្នាប្រមាណ100នាក់ហ្នឹងហើយគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនហើយនោះក៏អត់ហ៊ានចូលព្រោះព្រៃហ្នឹងវាជ្រៅព្រៃហ្នឹងវាក្រាស់ខ្លាចវាមានអន្ទាក់មានអីចឹងទៅចឹងពាត់ផ្ដាច់ផ្សៀងស្បៀងពីក្រៅហើយដល់ហើយគេឲ្យអ្នកបកាយជេរហ្នឹងទៅជេរអានដើរក្នុងស្នូកអាកំសាអាញីចេះជេរទៅហើយបើខ្លាំងចេញមកប្រយុទ្ធតទល់គ្នាស្អីអ្នកប្រាជ្ញស្អីហាគេថាចឹងហ៎គឺជេរមុំតែក្តៅហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញស្អីមហោសុតមានបញ្ញាស្អីតាមពិតអណ្ដើកក្នុងស្នូកអាកំសាអាស្អីគឺចុះទៅជេរទៅអ្នកគេរើសអ្នកបកាយជេរក្នុងនគរមិនមែនឲ្យទៅជេរដើម្បីឲ្យចេញតែចេញមកអត់មែនហ្នឹងចុះគ្នាតិចអឺពេលនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គ calm down កូនចៅក៏ចង់កឆល់ដែរពេលហ្នឹងព្រះអង្គថានឹងចង់ឈ្នះគេឈ្នះខ្លួនយើងសិនឈ្នះខ្លួនយើងតើណាអាចិតកឆលហ្នឹងគួយរកវិធីសាស្ត្រស្អីក៏ដោយខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មានចំណុចចេញរួចដែរណាក៏មានចំណុចខ្សោយឬក៏ទោះបីគ្រោះប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអង្គុយស្ងៀមបន្តិចយើងសឡឹងមើលប្រកាសជាមានច្រកចេញតែបើទៅទាំងកំរោលងាប់អស់ហើយស៊ីដល់ចឹងទៅលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមានអាស្គរជ័យនោះទូងនៅខាងនោះផងទៅអាវៃឈើវៃអីដូចមនុស្សនៅពេញមកព្រមនឹងចឹងស្រែកពេញប៉ុណ្ណឹងមនុស្សរីរាយគ្នានឹងអពេលយប់ដុតភ្លើងគ្រប់កន្លែងមកជុំវិញភ្នំនឹងដុតដូចនេះដុតដូចនោះចឹងមើលពីក្រៅទៅដូចសិតតែមនុស្សពេញតែភ្នំចឹងមិនរីយទេណាមនុស្សនឹងដុតទៅរត់នេះតិចនេះតិចពេលថ្ងៃនាំប្រមូលមកមកកំណួរកំណួរទៅហើយដុតដុតនេះដុតនោះដុតនោះអាអ្នកមើលពីចង្អាយមើលទៅដូចមនុស្សច្រើនចឹងអញ្ចឹងមនុស្សនៅចាំដុតភ្លើងអីតិចតិចទេយកកម្លាំងទាំងអស់ជីករួមក្រំដីដើម្បីចេញទៅណាពេលនេះមិនមែនជាពេលច្បាំងយកស្លាប់រស់ទេម្ដោះកូនចៅសិនមេតបល្អត្រូវគិតពីស្កាស្លាប់រស់របស់កូនចៅហ្នឹងមែនឃើញទេហើយដល់ពេល10ថ្ងៃជាងហើយវាមិនឃើញចេញមកហើយអាភ្លើងក៏ឈប់ឆេះអីនោះឡើងទៅមើលបាត់អស់លីងនឹងនោះទៅជួបនៅកងតបធំមកពីក្រោយមកវិញឆ្លាតទេរបៀបអត់ធន់របៀបអញ្ចឹងមិនព្រឹបប្រោកងាប់អស់លីងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវោះវាស់វោះវាស់ហើយមែនតែនទៅអាត្មាបើសិនជាណាមានគោលការណ៍អីធំដុំគួរតែជាគោលការណ៍ស្ងាត់ស្ងៀមហើយទៅមុខជានិច្ចទៅមុខជានិច្ចដូចក្បួនរទេះអញ្ចឹងទៅធម្មតាអញ្ចឹងអត់វោះវាស់ជាទៅទៅតែបើចេញវោះវាស់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងអស់ហើយស្មានថាគ្មានប៉ុន្មានតិចទៅទៅអស់ឲ្យតែវោះវាស់វោះវាស់ក្លាហានចុងក្លាហានឡើងហ្នឹងស្មានថាតិចទៅអស់អាហ្នឹងក្លាហានបានប្រមាណ
nâng ngày ở tàu vô va khả han càng nghe để là o men tên ưu tiên đừng hạt mẹ kiến thì gọt với người nhỉ đào từ trong lúc lại đại uột phép thật gọt năng đẹp khăn này gọt đào từ bây giờ vị trí chôn anh đang khăn ở thì trên màu vô vang đại khát vô vang đại vân và màn đấy nâng chẳng giấy bài đòn này về đường khăn tây mà nhở dương chơi chỉ lom thật khăn tây nâng dương chờ nâng dương prai chờ prai tham mình to khăn tây na prai tham mình to nâng khăn tây nâng còn là chi sự phê việt thôi là o mũi mau thưa ao chặt dương sưu là bạn nâng này đầm bay ao dương ba ao cả ao bảy nhà với cả thì họ được đôi dân riệp say để tôi bờ bờ dân with anger dân riệp ắt trâu chập kho à nhai nhai bên năng là nè đôi mà thì họ đọt cùng chỗ mà dân á dân dân đọt mà nhai riệp ấy chẳng á lo mà nẹt khơi nẹt khla khơi có riệp đó đọt phi lắm kho miền ấy và thao nó chết đấy mồm tịch hay chân anh ấy nâng 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 trâu à tịch à cái nhé xí ở chân anh thế ở chân anh thế đôi tại vì thi sao prao mà nữa cha cha chẳng mà mơ tới cọ sợ che prao mà nữa mà che tập prao mà nữa slap ruột của pru bịa sầm đầy đây mà khơi nhận dùng được thể thừa bòn giống như ông khác gọt nè mề điệp tròn mà giống hay mà nước bị tràn ra chân tứ mà nước prao khó khăn chung cá phải đắng tôi vô chả hàn luôn mà hay khnết tôi vô mà đâu vô mất dây mùi tia tha hả anh nào vô vô tôi thúc quá nhá chăm anh phép chăm vô khay nhé xí hay đợi chân khnết trong anh một thợ bón là bên một bầm prao cất che hồ lôi thế này vô tôi vẫn đã cho bài và màu tiền mê nhở chẳng vì ắt chơi riệp trong ai già bật anger nè cho ưu tiên họ thả lời những đồ tình tịch những đồ tình à không mui ông hiệp ắt toàn hai cái lại lúc chậm chậm ông hiệp hai chậm vô màu và thôi tình tịch tình đá không biết nó khăng ắt nâng này tịch thì vô màu mê này hãy cho bộ thà sát anh ao vô hả ấy ấy chơi ắt chơi prà hãy đợi chân tới chơi thắng không biết nhà lâu màu chết chết ấy sát à tôi sẽ ta nâng ngày chẳng ai bánh hà tam vọt đầy chẳng mà kết thai dân khóa ca riêng chom lại nâng bánh hà dân bài tâm mơ vọt khang ở rộp vọt khang na khang này kê bà ca riêng chom mà nâng kê bà ca cứ kê riêng mà nước khang khăn ông nâng mòn dân riêng về một cao đó phù là mỗi vô ta chỉ đặt nông tè vô một phà nông quạt đi đó là ngài bà chăng mòn trời ơi dân tùm lọp hay dân về đông tới việc khóa hà các em các anh đang mong tra chẳng bàn vừa một vĩnh thật à các em các anh nó có sạch chạy thua đây nâng này chinh mau tam tập một mùi nâng tập đá lưng nâng này nè chênh biển đi thông những kì à chất nâng thông chiên kì đại về chùm rôn màu nâng lãnh cái đáy nâng 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 chất nè nâng anh ấy khẩn là thuy sử mẹp chất nâng chênh màu nâng nâng nâng
Ta. Nâng ហើយដល់បងឃើញបឹកដើរដើរហ្នឹង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 ហ្នឹ
อันนั้นก็เคยนะนั่งไงนั่งไงนั่งไงนั่งไงป่ะมันก็ถ้าก็ป่ะป่ะเป็นคนได้ก็เคยนี่ก็ท่านได้สร้างจิตก่อนนั่นแล้วนี่ก็สตาร์ทรีคอมเมนต์ปฏิกาก็ท่าอารมณ์มองไปจิตก่อนเต้มันมองไปก่อนมันมองไปអើបងតែខ້ອຍចឹងចឹងបដាមកគួយឡៃបងហ្នឹងបងបងការឃើញក្រោយពីការឃើញមួយហ្នឹងណាបើលោកបកស្រាយបានហើយយើងអាចវិភាគចេញទាំង6អស់ហ្នឹងអីថាគេណាគិតយូរក៏មិនមានចាំសួរបើតើបើមិនសួរក៏អត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយបាទអឺតាមពិតអានឹងវាជាដំណោះស្រាយកន្លែងហ្នឹងបើខណៈយើងធ្វើបានប៉ុណ្ណារឿងរបស់យើងណាវានៅត្រឹមតែជាការឃើញប៉ុណ្្នឹងអីតានៅតែតាយើងនៅតែយើងហ្នឹងបើខណៈថាបើយើងនិយាយពីដំណោះស្រាយបើវាលើសពីរឿងសាមញ្ញធម្មតាវាចូលដល់រឿងក្តៅអាហ្នឹងព្រោះគ្មានរឿងអីក្តៅជាងរឿងហ្នឹងឯងមែនទេមែនទេណាក៏ប៉ុន្តែវាតាមកម្រិតរបស់យើងធម្មតាខឹងអាត្មាអត់ការ៉ាន់ធីថាមិនខឹងទេទោះបីជាឧទាហរណ៍អាត្មាដាក់ខ្លួនឯងជាប្រពន្ធឡើងហ្នឹងណាហើយឃើញប្តីប្រដៅមួយស្គយពីមុខចឹងណាអាត្មាថាចិត្តអាត្មានឹងក៏ស្រួលដែរបើសិនជាអាត្មាជាប្រពន្ធសារភាពហ្នឹងហើយថាប្រកបជាអត់ស្រួលទេចិត្តហ្នឹងពួកអីតកាណាស្រឡាញ់វាជាប្តីជាប្រពន្ធជាដៃគូវាមានការហួងហែងជាធម្មតាបើគ្រាន់ថាដំណោះស្រាយវាខុសខុសគ្នាបើយើងបដ ாய் ឲ្យកំហឹងចេញមកពេលហ្នឹងញញញញញពេលហ្នឹងសួរថាលទ្ធផលវាម៉េចហ្នឹងហើយគឺការញញញនៅពេលហ្នឹងអាចថាយើងទៅជាអ្នករងគ្រោះវិញក៏មានដែរមើលទៅអាកាយវិការយើងក៏អត់ដំណងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយពេលនឹងចេញទៅក៏ពាក្យសម្ដីមិនល្អអញ្ចឹងវាជាស្អីព្រោះនៅក្នុងចិត្តយើងវិញចេះក្នុងចិត្តយើងអាកិលេសក្នុងចិត្តយើងដូចភក់អញ្ចឹងធម្មតាទេតើគេគោមកវាល្អអីមែនទេដូចភក់អញ្ចឹងតែប៉ះរឿងកលោវាត្រូវតែខ្វល់ហើយក៏ប៉ុន្តែភក់ not always badវាអាចដាំឈូកបានវាអាចយកទៅធ្វើជីអីបានអញ្ចឹងកិលេសទាំងអស់មិនកិលេសជាបច្ច័យឲ្យកើតតែរឿងអាក្រក់ឯងកិលេសក៏ជាបច្ច័យឲ្យកើតរឿងល្អដែរដូចអ្នកប្រាថ្នាធ្វើប្រពុតវិញមិនមែនកើតពីកុសលទេកើតពីកិលេសឃើញប្រពុតអស់ចាអញចង់ធ្វើប្រពុតដែរអាកលេសអញចង់ដែរហ្នឹងអាហ្នឹងកិលេសទេដោយពួកវាកំពុងដាំដើមឈូកចឹងយល់ទេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងពិចារណាដល់ទីបំផុតថាតើកណ្ដាក់កោដើមមួយហ្នឹងបើសិនជាអាត្មាវិញណាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើង
สุดท้ายตายังไอรู้น้องมวยตานังบานติดอัดสู้รุนไอเพลียมนั่งไงบ่ไอรู้น้องมวยกัดบานติดกลายนี่เป็นกลายยังไงเต้ไอกัดเตาพอดสันเงยหรือกับดอลเปน่าสู้บานยังไงพวกชาวชาวนั่งชาวชาวนั่งรัฐพอลไปอัดละอ้อไปอัดละอ้อไอ้ยื่นตัวจิตจุนรงครูเว้นโดยมาท่าจังเคยมาเคยโดยตามวิดีโอวิดีโอนะปะได้มีนสไลด์ยงตุ๊ดทอดบ่ฮอจีปะเจ้าไอ้ปิงแต่นั่งจังนะมาเคยเนี่ยให้ดับไปมาเมื่อคำมันเคยเนี่ยเถ้าเกย์ปะเจ้าปะเจ้าตั้งปีนึงอ่ะเพราะนั่นก็ทอดมีสไลด์นั่นก็ไปหยับได้น่ะเรื่องจังๆอยู่มาทอดบ่เคยไหมจังมันทำไมในเยธาบ้าเยื่อจังเลี้ยงจิ้มเรียไอ้ได้มันสะอาดนะกลมโยรบกกระดิกตัวเลี้ยงตัวโยรบกหล่อตัวเลี้ยงจังบ้าเยื่อทอดจ้ะทอดโยตุกพอดแดงแบบไหนดังไปดอสไลด์ตุกก็จะโยไอ้ประเดี๋ยวได้บะซึ่งจะน่ารู้เหมือนเคลียต่อติดเคยไหมนั่งไงจุงการเรื่องนั่งเราไอ้รู้เราเหมือนแบบแบนเลยปั้นแต่ดอกไปใส่จังไอ้ปั้นได้ขมักเกลังนั่งไงได้จังโปรคันมองเห็นไหมใส่ก็ได้เอาแต่มอบไปแองเกอร์ให้เชียร์เวียตามแต่หน้าดุดผู้วิกฤตจังดุดมาถามดุดผู้นกนกจัดบ่อยเยอะจังบอลซันจะวิสเปรดจังเมาตามกาโก้บอกเกอปะละเกอปะละเองจังวิเลนหล่อบัดแต่ใบยังตกนกนั่งแบบดำใส่แต่ฮอทันเลยตามด้านมีนพอตังขบอ่ะยังมาทายจับเอาจบยังงั้นนะแล้วได้มีนใส่จับเอาจบประมูลพอตังบ้านหน่อยอ่ะไปสวนใหญ่หมั่งแล้วยีเนี่ยตามสมรู้นั่นไงนั่นไงให้เราไปยังมันยุลปีกาแต่ปุ๊บในยายปีคันไตนั้นยังก็ทยังสาวอัดเองยังก็แหละเป็นนั้นยังตุกจัดกับโจรนั่งบ้านให้ยังประมูลพอแต่งเคยยมนายคันไตยังละอ้อยพอแต่งเมียนกรุบยางยังยังเมียนจุ่มเราเอาติดแล้วจังพักไตแต่เจ๊ไตก็ได้ยังพอแต่งน้องไตยังอ่ะนั่นไงยังเอาจริงๆถ้าอะไรเมียนอ่ะพอตั้งเมียนอ่ะนั่นไงมาถ้าวิธีสักเมียนมันนั่นไงนั่นไงจังปันนั่งจังนะนั่นไงสมัยเนี้ยโยมรู้นู้นจิมวยนั่งคันเต้ไต้เมียนปัญญานู้นจิมวยนั่นไงว่าคันเต้นู้นปัญญาจำมันเคยเปย์แต่ยังเคยกำลังจะการเคยเปย์นี่จะขอนการเคยเช่นไหนยังเกาะเคลื่อนมาเกิดตระตระนั่งไงหนังไงดึกปุ๊บพออังเนี่ยไปเรียนนั่งเหม็นปั้นไปเคาะเฟอร์เคาะพออังเหม็นเจ้าเลยหาวมาประชุมหาวมาดักปัญญัติเห็นไหมบางคนพออังเหม็นตัวใดนุ่งสกนุ่งพุ่มปั่งไงก็ท่านใจเยอะอัดเองตัวใบเรื่องนั่งไปเคาะชลุกเนียนน้องภูมิน้องสลบไม่กระดอยพระองค์อัดเมนตัวอันใหญ่ใหญ่นั่นไงดอสงัดพระองค์หาวมาประชุมมาดอสลายตีมุ้ยดำใบสมรู้ดอสหักกลมซ้ำตีปีตุกกันติโยอ้อยโลนังพองไอตีใบดำใบประกาศวินัยสำหรับไปเคาะดอเตียนไอพระองค์ตุกาได้สกาเจียงย่อโลกนี่ประเดประดาใหญ่ใหญ่ไอพระพุทธโดยตาธรรมได้ดังกรุบใส่พระเดชพระพุทธเมนเรื่องอัจฉริยะจังอดกิเลสก็ปนแต่ดักนอมบานยังรุนรุดอดอันนี้อดอ้อยบกกลโคเพื่อไอ้ตามจัดการเดย์นั่งฟังคันทากันน่ะมันเจมันไปเจ้ามันก็ยงมันก็ยังไอ้ตะปันนั่งไงแต่โกกาเมียนจำปันนั่งจะผสมอันโมตเนียนั่งไงโทรพูดจุดเดินน่ะดังติดตู้เจท่าบอกอ๋อมันตึงอ่า